Zika Audio. Nghe chưa đủ, hãy xem phim. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Vâng, Zika Audio xin chào anh Hùng nhá. Vâng, anh ở Tiên Lãng, Hải Phòng. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái súp điện JBL mã là 120P đen nano ạ. Vâng, thì trước tiên là thay mặt công ty Zika Audio cảm ơn anh Hùng, anh đã tin yêu Zika và đặt cho mình một sản phẩm súp điện để hỗ trợ cho dàn karaoke gia đình. Vâng, thì anh Hùng nhớ đây trước mặt anh đi ạ. Vâng, cái súp JBL màu đen nano rất là đẹp. Vâng, bên em cũng vừa mới lấy ở thùng ra đây ạ. Vâng, bên em cho phòng kỹ thuật test rất là chi tiết, rất là cẩn thận từng sản phẩm một của từng bác khách hàng một, và anh Hùng cũng vậy ạ. Vâng, thì hộp của anh em để bên kia ạ. Vâng, thì đợi bên em test xong, bên em đóng rất là cẩn thận gửi bưu điện cho anh. Vâng, Hùng nhá, thì đúng như cái sản phẩm anh đã cho lựa đấy ạ. Vâng, e căng đằng trước là 330 đấy ạ. Ở phía trong nó đang đánh đấy ạ. Vâng, em cậy nó ra để anh nhìn thấy. Vâng, anh Hùng nhá, cái bát của anh đang đánh nhá. Vâng, nó như trái tim chúng ta đang đập ấy, càng đập càng mạnh thì chúng ta càng khỏe, và súp cũng vậy. Vâng, đập từng nhịp rất là chắc gọn. Đấy, là cái ví dụ đơn giản nhất. Và đặc biệt cái dòng này là có được sơn nano màu đen nhìn như bức tranh 3D đấy ạ. Vâng, in tất cả những cái vật xung quanh vào rất là đẹp. Vâng, anh có thể cạo râu soi gương được. Vâng, lên tổng thể. Vâng, màu đen xung quanh anh Hùng nhá. Vâng, và ở hai bên hông lên nó được phình ra để tạo được cái sự chắc chắn đây ạ. Nó hơi căng, tạo sự chắc chắn. Và đặc biệt màu đen nano này nhìn cực kỳ lịch lãm. Vâng, thì bên em đang test trực tiếp cái súp của anh Hùng đã chọn đây ạ. Vâng, phía sau đây, hình thức kết nối súp điện thì rất là nhiều hình thức kết nối. Vâng, anh có âm ly thì em khuyên anh là anh kết nối bằng cầu đỏ đen này cũng được nhá. Anh cứ một đỏ một đen đấu từ đằng sau súp, sau đầu một đỏ một đen ở đằng sau âm ly là cái súp này đã hoạt động rồi ạ. Và sau đó chúng ta cắm dây nguồn thì ạ là ok. Vâng, anh cũng có thể kết nối bằng cái jack hoa sen vừa từ idol hoặc là từ vang hoặc là từ đằng sau âm ly cũng đều có hết cái chức năng output ra. Và công suất của cái súp này là 270W, chạy điện 220V. Vâng, anh nhớ đây là JBL này, mã là B120P màu đen nano đây của anh đã chọn lựa đấy ạ. Vâng, sau khi bên em có đưa vào phòng kỹ thuật test ổn định thì nhân viên nhà em có dán tem Zika Audio và anh cho anh 1 năm sản phẩm này anh nhá. Vâng, em thử tắt súp của anh đi ạ. Đây anh nhá, đây là giải nhạc không có súp. Đấy, nghe rất là khô. Và em mở súp của anh lên để anh so sánh sự khác biệt. Đấy ạ, rất là sâu, rất là sâu. Vâng, để cải thiện một dàn karaoke mà cho chất âm được tinh tế và hay nhất thì chúng ta nên hỗ trợ thêm trầm để cho giải âm nó được sâu lắng, êm tai và dễ chịu. Vâng, em quay ra đằng trước đi ạ. Vâng, anh Hùng nhớ đây, về trước đi ạ. Vâng, em đang test rất là cẩn thận đi ạ. Vâng, em để cái căng lụa phía trước đây cho anh để anh quan sát phía bát bên trong. Vâng, cái dòng này rất là tầm tiền thôi, nhưng chất âm nó cực kỳ là hay và tinh tế. Và anh Hùng nhớ hiện tại cái súp JBL 120P Denono của anh hoạt động rất tốt và ổn định. Tôi sẽ đem xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất có thể. Vâng, sau cùng em chúc anh Hùng và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào anh Hùng và hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.